đại lý bất ngờ nhận cọc Hyundai Stargazer, liệu có đủ sức khuấy động phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam không? Hyundai Stargazer có khả năng sẽ được ra mắt trong cuối năm nay, bởi dù sao dịp mua sắm cuối năm và trước Tết Nguyên đán là thời điểm thị trường Việt Nam thường sôi động nhất. Mới đây, một số đại lý đã bắt đầu chào khách đặt cọc Hyundai Stargazer, mẫu MPV cỡ nhỏ cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross. Điều này không quá ngạc nhiên bởi cách đây gần một tháng, Hyundai Stargazer đã bị bắt gặp chạy thử trên đường phố Việt với lớp ngụy trang kín mít. Hiện tại vẫn chưa rõ giá bán dự kiến, số phiên bản cũng như trang bị của Hyundai Stargazer, nhưng nhiều khả năng mẫu MPV này sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc trong giai đoạn đầu. Nếu sức hút đủ lớn thì sẽ được chuyển sang lắp ráp trong nước. Đây cũng chiến thuật mà Thành Công Moto áp dụng với mẫu BSUV Hyundai Creta. Nhìn vào thị trường Indonesia, Hyundai Stargazer có giá bán thấp hơn Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross, nên khi về Việt Nam, mẫu MPV này cũng được kỳ vọng sẽ có giá bán tốt. Về trang bị, Hyundai Stargazer tại Indonesia sở hữu hệ thống đèn LED và mâm hợp kim 17 inch bên ngoài. Nội thất có màn hình kỹ thuật số sau vô lăng được nối liền với màn hình giải trí 8 inch ở khu vực trung tâm. Các trang bị tiện nghi gồm có đèn viền trang trí nội thất, điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây. Ngoài ra, Hyundai Stargazer tại Indonesia còn có thêm bản 6 chỗ, với hàng ghế thứ hai kiểu thương gia. Về khả năng vận hành, Hyundai Stargazer được trang bị động cơ xăng Smart Stream 4 xi lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và moment xoắn cực đại 144 Nm. Trang bị hộp số là loại số sàn 6 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp IVT, tùy phiên bản còn hệ dẫn động cầu trước là trang bị mặc định. Tại thị trường quốc tế, mẫu xe này cũng có gói công nghệ Smart Sense, giống các sản phẩm hiện đang được Thành Công Moto phân phối. Cụ thể, hệ thống an toàn này gồm nhiều tính năng hiện đại như hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo khi người lái mất tập trung, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ tránh va chạm vì điểm mù, và hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi. Bên cạnh đó, Hyundai Stargazer vẫn có các trang bị cơ bản như kiểm soát hành trình, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, giới hạn tốc độ và camera lùi.